Xin chào quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn đang tìm kiếm một mẫu sedan hạng D sang trọng, lịch sự, tiện nghi cao cấp và đặc biệt tính năng an toàn phải đạt tiêu chuẩn châu Âu, thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc sedan như vậy. Đó chính là Toyota Camry phiên bản 2018 hoàn toàn mới 2.0e với giá bán chưa tới 1 tỷ đồng. Có nhiều người nói rằng tiện nghi của Toyota Camry có vẻ hơi thua kém đối thủ, đặc biệt về khả năng nghe nhìn khi chỉ được trang bị đầu CD, một đĩa 6 loa. Vậy thì Toyota Thăng Long chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn có những trải nghiệm tiện nghi tuyệt vời hơn với việc nâng cấp lên đầu DVD 9 inch cao cấp kèm theo chế độ dẫn đường cũng như cảnh báo bắn tốc độ. Tại Việt Nam, kể từ lần đầu tiên ra mắt vào tháng 1 năm 1998, Camry đã nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao, sự tin dùng và sự mến mộ của người tiêu dùng Việt Nam với tổng doanh số bán hàng cộng dồn đạt gần 55.000 xe, chiếm gần 80% thị trường của Vama trong nhóm xe hạng trung. Tiếp nối vị thế dẫn đầu cũng như tiếp lửa cho cuộc đua tranh gay gắt cùng với đối thủ đồng hương Mazda 6 suốt vài năm vừa qua, thế hệ Toyota Camry 2018 đã chính thức trình làng với những thay đổi tích cực về ngoại hình cũng như về trang bị tiện nghi. Đặc biệt, trang bị an toàn đã được nâng lên với 7 túi khí cho tất cả các phiên bản, kể cả phiên bản 2.0e thấp nhất. Về ngoại thất, nếu không tinh ý thì bạn sẽ rất khó lòng nhận ra đâu là Camry thế hệ mới 2018 và thế hệ cũ 2017, khi giữa hai đời xe có rất ít sự khác biệt ở ngoại hình. Khi Toyota Việt Nam chỉ mang đến một vài điểm tân trang nho nhỏ, đặc biệt nằm ở cụm đèn xi nhan và đèn chiếu sáng, tổng thể thiết kế vẫn hết sức quen thuộc với phong cách lịch lãm pha lẫn thần thái nghiêm nghị phù hợp với các chủ nhân đứng tuổi. Toàn bộ ghế ngồi của Toyota Camry 2.0e đều được bọc da cao cấp với ghế lái và ghế phụ chỉnh điện lần lượt 10 hướng và 8 hướng. Cảm giác ngồi trên Toyota Camry 2.0e hết sức dễ chịu với cột sống, lưng, đùi và hông được nâng đỡ từng chút một. Hàng ghế phía sau là nơi mà hầu hết người dùng chọn mua Toyota Camry đều hết sức hài lòng và đánh giá cao, với không gian nội thất thoải mái thuộc hàng đầu nhóm xe phổ thông cỡ trung, điều mà Honda Accord hay Nissan Tiana dù rất cố gắng nhưng không thể nào theo kịp. Về trang bị an toàn trên Toyota Camry 2.0e 2018 đã trở nên đồng đều hơn so với hai phiên bản 2.5Q và 2.5G. Có thể kể đến các hệ thống như 7 túi khí quanh xe, hệ thống phanh ABS, BA, EBD, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, đèn báo phanh khẩn cấp ESS và ghế ngồi có cấu trúc giảm chấn thương cổ. Nhìn chung, Camry 2.0e 2018 sẽ tiếp tục trở thành sự lựa chọn của nhóm khách hàng truyền thống vốn yêu thích các dòng xe Toyota nói chung, cũng như cần một phương tiện toát lên được chất lịch lãm và cả đẳng cấp ông chủ như chính chủ nhân. Bên cạnh đó, với việc điều chỉnh giá bán tốt hơn chỉ dưới 1 tỷ đồng, kết hợp cùng các nâng cấp về trang bị, đặc biệt là tính năng an toàn, cũng sẽ giúp Toyota Camry cạnh tranh tốt hơn so với Mazda 6 khi thu hút những doanh nhân trẻ thành đạt, từ đó tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc D trong thời gian tới. Hiện tại, Toyota Camry 2.0e 2018 có giá niêm yết 997 triệu đồng, đi cùng chương trình khuyến mại từ 30 đến 35 triệu đồng tùy từng màu sắc và thời điểm. Toyota Camry 2.0e cũng được hỗ trợ trả góp lên đến 90% giá trị xe, thời hạn vay tối đa trong vòng 8 năm, rất phù hợp với các doanh nghiệp cũng như cá nhân có nhu cầu vay mua xe trả góp. Mọi thông tin về giá xe cũng như chương trình khuyến mại, xin vui lòng liên hệ trực tiếp Toyota Thăng Long 316 Cầu Giấy, Hà Nội, hotline 0971054888, gặp Nguyễn Nghĩa, quản lý bán hàng để biết chi tiết. Toyota Thăng Long xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ đại lý trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.